Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, bên mình giải mã tại sao cái dòng loa mắt nghé của bên mình bán ra thì có những cái đời nó có những cái đôi mà nó sẽ rất là đẹp, mà chữ nghĩa rất là sáng vào đây. Đấy, cái này thì gọi là không cũ lắm nhưng nhiều cái nó rất đẹp. Mình sẽ làm một cái clip ngắn này để giải thích anh em những lúc mà anh em hay thắc mắc thì gửi hàng đến. Đây là một đôi mắt nghé bên mình nhập về. Thì anh em xem này, cắt ra anh em xem này. Đây là Sony mắt nghé anh em nhé, loại loa toàn giải, loa toàn giải. Đây anh em này, do nhiều cái đời ấy, là có cái cao su đằng sau này này, mình phải cậy nó ra thì nó mới có chữ nhá anh em nhìn nhá. Đây đây, anh em thấy đây là nó có cái nắp keo ở đây, cái này sấy nóng thì nó sẽ dễ bóc hơn. Nhưng đây là mình làm thực tế cho anh em, mình không muốn sấy để cho anh em mình hình dung ra. Đó anh em nhìn thấy khi mình bóc nó ra thì nó rất là mới luôn. Đó, tại sao thì anh em bảo sao có cái đời chữ nó mới lại đời nó lại cũ hơn? Còn chất lượng của nó như nhau cả thôi. Đó. Cái này thì bóc nó đã bị dính. Đó, cái này lúc mình sấy nóng thì nó sẽ lột ra dễ lắm. Đây anh em mình nhìn thấy này, khi mình nộp cái cao su này ra thì nó trong này nhiều cái nó còn ánh bảy màu rất là đẹp, là đẹp hơn rất nhiều so với những cái như này. Tất nhiên là mình phải vệ sinh thêm nữa thì nó mới được này, mình sấy nóng thì mình bóc nó mới hết được. Đây là một dòng mắt nghé lại nhỏ để anh em mình chế vào những chiếc loa trung nhỏ, anh em nó trung nhỏ hoặc anh em chế làm loa bát đều được. 7,5 cm, có cái thước mới hơn. Đây là cái thước mới hơn anh em mình nhìn nhé. Nó vuông là 7, chính xác là 7,7 cm nhé, vuông như này. Còn đâm tâm ốc chéo của nó là 8,5 tâm ốc chứ, 8,5. Anh em mình những cái lấy cái bọn này này làm chung chung nhỏ như này, hoặc anh em phải đắp vào những cái nào nó vừa. Giá thì bên mình đang bán một đôi này nhá, 350. Một đôi 350 tiếng rất tốt anh em nhé. Thực ra là cái này thì không quan trọng lắm, kể cả bác bóc cái cao su này ra nó cũng chẳng quan trọng đâu, mà không ảnh hưởng đến chất âm đâu nhé. Cái này 8W, 8W 16 ohm, những cái dòng 16 ohm như này thì trở kháng cao như này thì nó cho một cái tiếng cực kỳ là sáng. Để được tư vấn về sản phẩm này hoặc anh em muốn mua sản phẩm này về nắp hoặc chế cháo vào làm nó chung, liên hệ với Huấn Audio qua số máy 0904 61 2323 và chân thành cảm ơn anh em.